Hello các bạn, hôm nay bác Siêu qua nhà mình chơi nhưng mà có vài anh em của Phan Nghiêm Minh nữa. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người món lẩu tiến vua do mình tự nấu. Em mua cái đéo gì đấy? Hả? Ui, thì phải lắm chuyện, tao bảo đéo mua gì đâu mà. Mua thích ăn, mua mận, mua mận. Đéo gì đấy? Mua bếp không, đéo. Đi, mọi mua cả bếp cho tôi luôn. Đâu có gì để sắc vào giúp cho. Chữ đéo rồi đấy. Đâu, tao quay ra xem nào. Ba kè quan tè rụt tu bi phờ rè. Là cái đéo ấy. Hôm qua em bị chiết khấu mất 80 đô. Mở giải 100 đô này. Sao bị chiết khấu 80 đô? Em mở giải 100 đô, anh mở 20 đô à? Mày bảo mày đưa tao rồi, tao mở 10 giải cơ mà. Em mở luôn 1 giải xong lấy 100 đô ấy. Chưa làm trận chưa? Không cầm cái này được, lạnh lắm. Lạnh chưa? Thấy chưa? Chưa. Đi tìm quần giấy chu đít đây. À, chu khỏe mọi người nhá. Hôm nào bay đi em. Sáng mai mọi người rồi tối em bay. Thế à? Thế mày uống chay chết mẹ đi mày. Mày làm béo rồi. Khỏe nhá, chú khỏe nhá. Hello anh em, hiện tại mình đang ở Bún Ngan Bà Hằng. Hôm nay mình sẽ cùng team Refund Yên Minh trải nghiệm lại Bún Ngan. Thực ra mình đã ăn rất là nhiều lần rồi. Mà Bún Ngan Bà Hằng mới chuyển địa chỉ mới. Bây giờ là kiosk số 3 đối diện cổng chính trị chợ Nghĩa Tân các bạn nhá. Đây là mèo ú này. Đây là Doan bà xã của Vino này. Hello anh. Hôm nay chúng mình sẽ cùng khám phá Bún Ngan Bà Hằng. Nước này em cũng không biết là nước xì dầu hay nước gì đâu. Nước xì dầu thôi. Sao đi đâu mà em phải đội cái mũ ở đây, tóc mày đẹp mà. Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? Ngon hả? 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 Ngon 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 ngon vậy đấy. Đi phải em đến muộn đấy. Tắt đường. Thằng Quang đâu? Không biết đây. Quang mặt lồn. Hello em, Quang mặt lồn. Là con ngan nó có cái sụn này các bạn. Cái này mình mẹ mình sụn ngan này. Có ai ăn ngon mà thích à? Đổi bàn các bạn ạ, đông đổi bàn. Đây là bún trộn các bạn. Mày trộn đéo đều gì cả. Được lắm rồi anh ạ. Thằng này đéo hiểu rồi, mẹ. Mà đi đâu nó cứ sụt cái mũ thì mẹ đéo hiểu luôn. Tóc mày đẹp mà sao mày cứ để đổi ngay mà. Ông bỏ cái đéo rồi. Bún nước à? Bún chan. Bà bắt nút bắt bún đầy thế. Thực ra tôi rất đang hay ăn bún ngan. Nhưng mà để tôi thử đã. Theo em. Thường thì tôi hay ăn thịt lợn nên là. Đi bài vào đây là bún nước, đéo phải bún trộn, ông trộn hơi nhiều rồi đấy. Đi đéo rồi. Ông ăn đéo quý tộc nha, người ta ăn quý tộc người ta phải bỏ bún lên thìa, xong người ta thổi, xong người ta thì phải rõ vào mồm.
đấy là kiểu của đấy không đấy nhở, kiểu căn quý tộc về đấy nhở, đấy là kiểu công chúa công chủ mà tôi không phải công chúa, tôi chỉ là hoàng tử cái gì, vua hoàng tử đá nôn đâu tìm hoàng tử đá nhiều đéo chịu lắm, chỉ bán cả bún trộn cả bún nước, phải bắt đầu bán cái to ứ, bán cái này thì lấy đéo ra lãi. Nhưng mà ngon là rất các bạn, các bạn nên ăn thử, ngàn chặt để ngon mình. Còn là bún trộn cả bún nước mình chưa ăn thử, cái này ngon. Nó các bạn là cái nào nó to quá. À, bây giờ team mình ăn xong rồi sẽ đi chụp ảnh team. À, tí mình sẽ quay cho các bạn xem chúng mình chụp ảnh team nào các bạn nhé. Chào ra cô nhá, cảm ơn ạ. Thôi được chụp em kia. Ảnh ra ngoài nhá, tôi được hướng nhá. Cảm ơn cô nhá. Thấy chưa, anh nghe thấy chưa? Ôi, cô đừng ăn ủi vợ cháu nữa. Cho lên đi cái anh ơi. Hả? Cho lên đi cái. Thì ra ta hàng kiosk số 3 đối diện cổng chính chợ Nghệ Tân nha. Đi về Hà Nội nóng vãi lồn các bạn ạ. À, mình đang ở studio chụp ảnh các bạn ạ, chuẩn bị chụp ảnh phim các bạn, nhìn mẹ ở đây có nhiều dơm quá rồi. Lắm dơm rồi đấy. Ai đéo biết là làm gì, cứ ngồi lên chụp ảnh à. Cứ khúc cửa sổ kìa. Cửa sổ không mày. Đi về ở đây có bụi dơm to quá rồi này. Cái này mà mày lấy bật lửa ra mày châm thuốc tắt đi. Hoành tráng đúng không? Đây có cái giường. Giường trên có cái slip nữa. Mày ngồi được không? Ngồi được không? Xịt lại lòng tìm. Quần áo thế. Phục trang hiểu không? Đây có mẹ nhà vệ sinh à? À đéo, mẹ đây là phòng thay đồ các bạn ạ. Ở đây có cái gương. Vãi lồn. Không đen rồi nhỉ? Ờ, không đen. Có bông xám không? Có, bông đen trước đây. Ờ, được. Limited from Missy Wheeler, 100% cotton, Ceylon. Dạo này béo thế nhờ, anh béo dạo này béo lên sao? Béo lên anh. Dạo này anh béo lên đấy. Đằng sau có ngồi chữ. Đây có Mark Missy Gaming này các bạn. Chứng nhận mẹ hàng mẹ Missy Limited. Chính bên hãng hiểu không? Bên này có nội á. Ơ thịt mẹ Hà Su, con phụ mẹ mày làm cái gì đéo ở đây? Thằng đi mẹ gaming game này. Ngày hôm nay mày có mang ấy không? Mang gì? Mày có mang đi bò khô á? Ơi giờ khô gà, khô gà, khô gà. Ăn chết đéo lâu, đéo chết đéo lâu. Tao studio đây. Ăn đi mày nhá. Ơ, ra là đây thì của mẹ. Đi ra cửa sổ thôi, đi cơ mẹ là đúng. 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 Tại vì bọn anh đều thích ý. Ờ đúng rồi, bởi vì anh đều thích. Đây là team mình sẽ chụp ảnh ở đây. Còn đây giới thiệu các bạn, đây sẽ là photographer chính ngày hôm nay, Quang Ngọc Trinh. Đây là anh em bạn tên gì nhỉ? Sắn. Sắn đấy? Đúng. Mua hoa sắn gì ở đây? Đúng rồi anh. À đây là đây, photographer, đây là sắn. 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 Đây là Quang Ngọc Trinh đây. Sao mua gì mặt rồi nhỉ? Đẹp mà. Mẹ mình đây ngược sáng tối đấy nhở? Quay đây sáng không? Đây là Phong sẽ chụp ảnh chính trong buổi chiều ngày hôm nay, các bạn chụp chỉ khoảng 1 tiếng thôi. À đây là thằng bạn mình đéo hiểu sao tự nhiên mình mò ở đây thấy nó đang ở đây, mà ra đây là studio của nó. Thằng bạn học cùng cao đẳng với mình. Ảo thuật gia nổi tiếng. À, bạn đây bạn làm ảo thuật mẹ biến mất cốc nước này cơ hay không? Nhưng mà chụp kiểu đéo gì nhở? Anh cứ đứng đi thử máy xong đã, mình thử lên nào.
Có phải lấy ghế, lấy sách thì kê lên không? À, không phải à? Cắt người của em không sao đâu. Đèn nó không đến được, ai chụp tôi đấy làm gì? Chỉ cắt này thôi. Đèn nó không đến, đấy. Thì mẹ nó đổ quay. Không sao, không sao. Không sao. Ông cảm nghĩ sao khi mà ông đứng lên trên cái thùng gỗ mà được chụp ảnh với một cái tư thế kiểu đặc biệt hơn tất cả mọi người? Tôi buồn. Ông buồn? Sao ông lại buồn? Hôm nay sao tôi cô đơn? Ông cao hơn tất cả mọi người luôn ấy. Buồn vì các bạn chê cười tôi như một đứa trẻ con. Qua chỉnh áo qua. Chụp ảnh khó quá. 1, 2, 3 này. Cái nữa nào. 2. Đây này. Địt mẹ chứ nghiệp bắt cặc à. Địt. Ok. Không biết ông đâu, chào. Đẹp phết đấy. Đẹp. Ê, lấy quả lưới anh này này. Hiện tại thì team mình đã chụp ảnh xong rồi các bạn ạ. Và hẹn gặp lại các bạn vào các vlog tiếp theo nha. Bye bye.